Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phân đấu 100% chỉ tiêu đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi luôn đạt từ 75 đến 80% là khâu đột phá vào mục tiêu trọng tâm được Đảng bộ Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Đảng bộ trung tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuyển hóa đội ngũ giáo viên phải là những người có tâm, có tầm, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt, thực sự là tấm gương để học viên noi theo, đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chủ động biên soạn giáo trình tài liệu mới, ứng dụng phần mềm công nghệ mô phỏng phục vụ công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cho lực lượng cảnh sát biển, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.